đang nghe chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày trên Quanh Quay Radio với những bài học từ lời Chúa qua kinh nghiệm sống hàng ngày của nhiều tác giả dựa theo tài liệu CBN Devotional Daily. Ao ước bạn sẽ được tươi mới trong hành trình theo Chúa mỗi ngày. Có bao giờ bạn thử thống kê mỗi ngày mình nói bao nhiêu từ không? Chúng ta nói hầu như mọi lúc khi trò chuyện, làm việc, trao đổi với bạn bè, những người xung quanh. Có lẽ chúng ta đều biết lời nói rất quan trọng và tác động người khác như thế nào. Là con cái của sự sáng, lời nói của chúng ta có đang phù hợp và đem đến sự khích lệ cho mọi người không? Hôm nay, ngày 21 tháng 6 năm 2024, chương trình Tỉnh Nguyện Hàng Ngày thân mời quý thính giả cùng suy gẫm lời Chúa với tác giả Bob Noble qua chủ đề Lời nói gây dựng. Khi còn nhỏ, tôi thường nghe câu nghĩ sao nói đó. Tôi hiểu câu nói này có nghĩa là thành thật, thẳng thắn, không giấu giếm gì cả. Khi còn trong lứa tuổi thiếu niên, do không có sự khéo léo trong giao tiếp, nên tôi đã rất thẳng tính, nghĩ sao nói đó. Mãi đến khi tôi trưởng thành và hiểu biết hơn, tôi mới biết rằng lấy lòng yêu thương nói ra lẽ chân thật có nghĩa là chúng ta nói đúng sự thật, nhưng cũng phải quan tâm đến cách mình nói để không làm người khác bị tổn thương. Khi bạn nói thẳng với ai đó mà không mang thành kiến hay phán xét thì đó có vẻ là một điều tốt trong xã hội chúng ta. Nhưng về phương diện thuộc linh, lời ăn tiếng nói không chỉ là như vậy. Thật dễ để tin vào những gì mắt chúng ta thấy, vì chúng ta có thể sờ chạm nó, hiểu nó, giải thích nó. Tuy nhiên, đức tin lại thuộc về những gì chúng ta mong đợi qua sự cầu nguyện và về những gì mắt chúng ta không thể thấy được. Vả, đức tin là sự biết chắc vững vàng của những điều mình đương trông mong, là bằng cớ của những điều mình chẳng xem thấy. Hebrews chương 11 câu 1. Đức tin là gì nếu chẳng phải chúng ta tin rằng dù chúng ta nghèo khó, nhưng trong Đấng Christ chúng ta là dư dật. Chúng ta có thể bệnh tật, nhưng trong danh Chúa Giêsu chúng ta được chữa lành. Hiện tại, mọi thứ có thể không rõ ràng ngay trước mắt, nhưng chúng ta tin chắc mọi lời hứa của Chúa là chân thật và đáng tin cậy. Những gì chúng ta thấy hôm nay rồi cũng chẳng còn nữa, chỉ duy những ai kính sợ Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Vả, thế gian với sự tham dục nó đều qua đi, song ai làm theo ý muốn của Đức Chúa Trời thì còn lại đời đời. Giăng nhất chương 2 câu 17. Tôi sẽ cố gắng để kiểm soát lời nói của mình theo như lời Chúa đã dạy. Trong Đấng Christ, tôi đã được xưng công chính. Trong Chúa Giêsu, tôi được đồng trị với Ngài và cũng sẽ ở với Ngài trong nơi đã được sắm sẵn cho tôi. Ngài đã xuống phước cho tôi trong Đấng Christ đủ mọi thứ phước thiêng liêng ở các nơi trên trời. Đây mới là những điều mà tôi cần thẳng thắn chia sẻ ra cho nhiều người. Thân mời chúng ta cùng cầu nguyện. Chúa ơi, cảm ơn Ngài vì mọi điều tốt lành mà Chúa đã ban cho con. Khi sống trong Ngài, con thấy mình được hưởng các phước lành dầu con không xứng đáng. Xin Ngài tha thứ vì những lời nói hư không, phàm tục của con ngày trước. Xin giúp để con có thể nói ra sự thật trong tình yêu thương. Nguyện Chúa giúp lời nói của con gây dựng nhiều người xung quanh con và cho đời sống con tuôn tràn những bông trái tốt lành từ chính Ngài. Con thành kính cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Quý thính giả thân mến, là con của Đấng nhân lành, chúng ta phải dùng những lời lành, lời nói khôn ngoan để bày tỏ nếp sống đức tin của mình. Không chỉ nội dung nói quan trọng mà cách nói cũng cần phải được quan tâm. Hãy để những gì ra từ môi miệng chúng ta được đẹp lòng Chúa và gây dựng người xung quanh. Cha kính yêu,
Thank you.